Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi bản tin y tế do báo Sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế thực hiện. Bản tin hôm nay thứ ba ngày 9 tháng 1 sẽ có những tin tức đáng chú ý sau đây. Trắng đêm ghép gan cấp cứu đưa người bệnh thoát khỏi lưỡi tử thần. Tự ý tiêm khớp điều trị gút người đàn mắc hội chứng cất sinh do lạm dụng corticoid. Người đàn ông nhận cái kết đáng vì tự ý dùng lá xà đen điều trị khối u. Phẫu thuật nội soi thành công ca cực kỳ hiếm gặp phổi trong phổi. Phẫu thuật lấy khối u hàm sàng hiếm gặp cho nữ bệnh nhân 70 tuổi. Cảnh báo ngày càng nhiều người mắc hội chứng ống cổ tay Thanh tra Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt hàng loạt cơ sở làm đẹp trên địa bàn. Hà Nội khuyến khích người dân đeo khẩu trang nơi công cộng để phòng chống dịch bệnh. Thưa quý vị, mới đây gần 20 chuyên gia ghép gan tại bệnh viện Vinmec đã phải chạy đua từng giờ từng phút để thực hiện ca đại phẫu ghép gan cấp cứu cho một bệnh nhân nam tại quận Hoàn Kiếm Hà Nội nhập viện trong tình trạng hôn mê nguy kịch do suy gan cấp và suy thận cấp. Để cứu sống bệnh nhân thoát khỏi lưới tử thần, toàn bộ quá trình chuẩn bị ghép gan đã được các y bác sĩ thực hiện nhanh chóng trong 10 tiếng thay vì mất 3-4 ngày như bình thường. Bệnh nhân là anh Hải, được chẩn đoán viêm gan B từ năm 2006. Anh Hải điều trị bằng thuốc kháng virus thường xuyên nên sức khỏe ổn định. Tuy nhiên, sau khi bỏ thuốc kháng virus một tháng, tình hình bệnh bắt đầu sâu đi. Anh Hải bắt đầu có các cơn sốt bất thường, vàng da, vàng mắt, ăn khó tiêu, được chẩn đoán viêm gan B cấp. Sau 3 tuần điều trị tích cực liên tục tại một số bệnh viện, tình trạng nặng dần lên, anh suy giảm ý thức và rơi dần vào hôn mê. Thạc sĩ bác sĩ Đào Đức Dũng nhấn mạnh, mỗi giờ qua đi không chỉ gan suy nặng hơn mà nguy cơ nhiễm trùng và các suy tạng khác cũng tăng lên. Nếu không chạy đua với thời gian thì dù cứu được lá gan, cơ hội sống cũng không cao, ca ghép không còn ý nghĩa. Vì thế, phòng mổ đã bật đèn ngay trong đêm đầu tiên. Chỉ một ngày sau ca đại phẫu, khi tỉnh lại, anh Hải đã nhận biết được người thân trong niềm vui của các bác sĩ và gia đình. Tuy nhiên, do mức độ hôn mê trước ghép nặng nên anh phải điều trị tích cực sau mổ trong một tháng và xuất viện trong tình trạng khỏe mạnh. Thưa quý vị, thuốc corticoid là nhóm thuốc chống viêm, giảm đau, chống dị ứng, ức chế miễn dịch và được điều trị trong nhiều chuyên khoa khác nhau. Tuy nhiên, nếu tự ý dùng thuốc corticoid sẽ gây nguy hiểm đến sức khỏe. Điển hình như mới đây, bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ đã điều trị nhiều trường hợp người bệnh có hội chứng cất sinh do lạm dụng thuốc, kèm theo các rối loạn chuyển hóa, tăng huyết áp. Mới đây nhất là trường hợp người bệnh Nam LBT, 69 tuổi, trú tại huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ, nhập viện tại khoa Cơ xương khớp. Người bệnh có tiền sử đái tháo đường, tăng huyết áp, suy thận mạn, gút hơn 10 năm nay. Tuy nhiên khoảng 5 năm trở lại đây, người bệnh không tuân thủ điều trị theo hướng dẫn của cán bộ y tế mà thường xuyên tự dùng các thuốc, tự ý tiêm khớp để điều trị các đợt cút cấp. Nhưng bệnh chưa thấy thuyên giảm thì người bệnh đã xuất hiện tăng cân, mặt to, bụng to, chân tay teo, dạ da, đường máu cao, huyết áp cao, khó kiểm soát, đau khớp chân nhiều. Sau khám và thực hiện các cận lâm sàng, kết quả cho thấy người bệnh có đường máu rất cao, 39,23 mmol/L, rối loạn điện giải, natri 129, ure máu cao 15,89 mmol trên lít. Chia sẻ về hội chứng cơ sinh do lạm dụng thuốc corticoid, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Hồng Loan, trưởng khoa nội tiết bệnh viện Tuệ Tĩnh cho biết, hội chứng cơ sinh là cái tăng tiết glucocorticoid kéo dài và mãn tính gây ra do rất nhiều nguyên nhân dẫn tới cái hội chứng cơ sinh đấy. À, hội chứng cơ sinh có thể do nguyên nhân từ tuyến yên, nguyên nhân từ tuyến thượng thận và cũng có thể nguyên nhân từ những cái bên ngoài đưa vào hội chứng cứ cất sinh nó tác động tới tất cả các yếu tố chuyển hóa trong cơ thể như chuyển hóa protein, chuyển hóa lipid, chuyển hóa glucid. À, bên cạnh nó nữa là nó chuyển hóa cả muối đường, muối nước nữa. Đấy, thế chính vì thế mà khi mà tăng tiết có cái phương quá mức thì nó gây ra các rối loạn về chuyển hóa đã. À, và trong đó nó có cái rối loạn về đường gây ra đái tháo đường hoặc là hoặc là tiền đái tháo đường rối loạn về mỡ gây ra tích trữ mỡ ở các vị trí không đúng nếu mà gây ra dị hóa protein tức là teo các cơ qua trường hợp trên thì các bác sĩ cũng khuyến cáo người bệnh khi dùng thuốc điều trị đặc biệt là thuốc giảm đau chống viêm hay dùng trong các bệnh về hô hấp cơ xương khớp da liễu miễn dịch dị ứng tai mũi họng cần phải tuân thủ theo đơn thuốc của bác sĩ chuyên khoa không lạm dụng thuốc khi không có chỉ định không được tự ý mua và sử dụng thuốc theo lời mách hay truyền miệng không tự điều trị theo đơn thuốc của người khác vì hậu quả sẽ rất nặng nề Thưa quý vị, một người đàn ông phát hiện có u ở hai bên mang tai, nhưng thay vì đi khám tại bệnh viện thì người bệnh lại nghe lời mách bảo mua cây xạ đen về nấu nước uống trong nhiều năm. Kết quả là khối u không thuyên giảm mà còn tăng to hơn, làm ảnh hưởng tới khuôn mặt và sức khỏe của người bệnh. Bệnh nhân là ông C, 60 tuổi, thành phố Hồ Chí Minh, 11 năm trước mang tay bên trái của ông C xuất hiện u cỡ đầu ngón tay rồi lớn dần cỡ trái tắc, nhưng ông vẫn không khám vì sợ mổ. Ông tìm mua cây xạ đen về nấu nước uống hàng ngày, nhưng u không tan. Hai năm nay, u to nhanh và gia đình khuyên ông sang Singapore mổ, nhưng ông vẫn sợ biến chứng liệt mặt, mất giọng nói, nên tiếp tục do dự. Cho tới khi khối u khiến ông cảm thấy khó chịu, ông mới đi khám. Tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, Thành phố Hồ Chí Minh, sau khi thăm khám cho bệnh nhân, thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa 2 đoàn Minh Trông, đơn vị đầu mặt cổ cho hay. Bệnh nhân bị u tuyến mang tai ở cả hai bên với kích thước u bên trái 12 cm, bên phải 3 cm. Sau khi được tư vấn mức độ nguy hiểm của khối u nếu không loại bỏ, bệnh nhân đã đồng ý phẫu thuật. Sau 2 tiếng, ekip đã tách dây thần kinh mặt mỏng như sợi chỉ ra khỏi u khổng lồ và mô tuyến mang tai. Sau đó bóc tách khối u tuyến mang tai trái, mang tai phải, cắt bớt da thừa và may thẩm mỹ. Cây xạ đen ở Việt Nam có rất nhiều loại, nghiên cứu chưa đầy đủ sẽ dẫn đến sự nhầm lẫn trong quá trình sử dụng. Do vậy, người bệnh cần có sự hướng dẫn điều trị từ nhân viên y tế trước khi dùng lá xạ đen để phòng và điều trị bệnh. Các nghiên cứu trên thế giới về hiệu quả điều trị cây xạ đen cũng còn ở quy mô nhỏ đặc biệt chưa có nghiên cứu trên người nên thận trọng khi sử dụng. Bác sĩ Minh Trọng khuyên rằng người dân không tự ý dùng các loại lá cây để điều trị khối u. Khi cơ thể có u nên đi khám bác sĩ để được tư vấn và điều trị hiệu quả. Các loại thảo dược dù có công dụng hỗ trợ điều trị bệnh nhưng cần được thăm khám và kê đơn bốc thuốc bởi các chuyên gia y tế. Vì vậy người dân tuyệt đối không tự ý dùng các loại lá cây, thảo dược để điều trị bệnh mà nên đến, đến cơ sở y tế để thăm khám, chẩn đoán, điều trị kịp thời và đúng bệnh. Mới đây các bác sĩ khoa ngoại lồng ngực bệnh viện Đà Nẵng vừa phẫu thuật nội soi cắt một phần tùy dưới phổi trái cho bệnh nhân bị phổi bền lập trong phổi với kích thước lớn và hiếm gặp. Cụ thể, bệnh nhân là bà Võ Thị Tê, 58 tuổi, ở huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, đi khám và tình cờ phát hiện khối tổn thương ở thủy dưới phổi trái qua thăm khám và chụp cắt lớp vi tính lồng ngực các bác sĩ phát hiện hình ảnh khối tổn thương này nằm trong thùy dưới phổi trái được nuôi dưỡng bởi một nhánh động mạch xuất phát từ động mạch chủ ngực đường kính của nhánh động mạch nuôi dưỡng này bằng nửa đường kính động mạch chủ ngực bệnh nhân được chẩn đoán phổi biệt lập trong thùy dưới phổi trái và được chỉ định phẫu thuật để cắt phần phổi biệt lập bằng phương pháp nội soi lồng ngực các bác sĩ khoa ngoại lồng ngực bệnh viện Đà Nẵng tiến hành phẫu thuật cắt bỏ nhánh động mạch xuất phát từ động mạch chủ ngực đang nuôi dưỡng cho phần phổi biệt lập và cắt bỏ trọn vẹn tổn thương phổi biệt lập, đồng thời bảo tồn được thùy dưới phổi trái cho bệnh nhân mà không xảy ra biến chứng. Ca phẫu thuật diễn ra trong vòng 3 giờ đồng hồ, sau mổ 5 ngày bệnh nhân ổn định và được xuất viện. Bác sĩ chuyên khoa 2 Thân Trọng Vũ, trường khoa ngoại lồng ngực Bệnh viện Đà Nẵng, người trực tiếp phẫu thuật cho bệnh nhân cho biết đây là một ca bệnh hiếm gặp, một phẫu thuật khó và phức tạp do động mạch nuôi dưỡng cho phổi biệt lập trên bệnh nhân này có đường kinh lớn, xuất phát từ động mạch chủ ngực, có biểu hiện vôi hóa, dễ gây chảy máu nên các bác sĩ phải làm rất kỹ để cắt bỏ phần phổi bị tổn thương mà không cắt toàn bộ thủy phổi của bệnh nhân. Các bác sĩ bệnh viện đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu mới đây vừa phẫu thuật lấy toàn bộ khối hàm sàng bên phải có kích thước 2 x 3 cm trong một đứa bệnh nhân 70 tuổi. Bệnh nhân NTL ngụ huyện Đầm Rơi tỉnh Cà Mau vào viện ở tỉnh Bạc Liêu với tình trạng đau đầu nghẹt mũi, uống thuốc nhiều tháng liền nhưng không giảm. Được biết bệnh nhân có tiền sử bướu giáp kèm theo bệnh lý rối loạn lipid máu. Sau khi thăm khám và thực hiện các cận lâm sàng cần thiết, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị polyp Kilian bên phải kèm viêm đa xoang mạn. Sau hội trần, bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật. Theo bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Hồng Chứ, trưởng phòng khám tai mũi họng bệnh viện Đa khoa Thành Vũ Medic Bạc Liêu, trường hợp của cụ NTL do không được chẩn đoán và phát hiện sớm nên dẫn đến tình trạng đau đầu, nghẹt mũi kéo dài nhiều tháng liền. Bệnh viện tiến hành phẫu thuật nội soi cắt polyp Kilian mũi bên phải. Trong quá trình phẫu thuật nội soi, lấy ra khối polyp có kích thước 2 x 3 cm. Sau phẫu thuật, sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định, không còn đau đầu, nghẹt mũi. Vết mổ mũi bên phải khô tốt, được xuất viện sau 3 ngày điều trị. Thời gian gần đây, bệnh viện Nhân dân 115 một một thành phố Hồ Chí Minh liên tục tiếp nhận nhiều trường hợp bị hội chứng ống cổ tay. Theo các bác sĩ, bệnh nếu không được chữa trị kịp thời, hội chứng ống cổ tay có thể gây ra teo cơ do tổn thương thần kinh, thậm chí liệt tay. Như trường hợp của chị L ngụ tại thành phố Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh, đã thường xuyên phải tự xoa so bóp hai cổ tay của mình để dễ chịu hơn do tay chị thường xuyên bị tê bì. Dạo gần đây chị liên tục làm việc với máy tính tần suất nhiều hơn nên tay lại tiếp tục bị sưng và đến bệnh viện phải thăm khám. Chị L được bác sĩ chẩn đoán mắc hội chứng ống cổ tay. Tương tự như trường hợp của chị, một người đàn ông 35 tuổi ngụ tại tỉnh Đồng Nai cũng thường xuyên đau mỏi cổ tay. Lúc đầu nghĩ nhanh hết nên cố gắng nhìn để đợi bớt đau. Thế nhưng khi không chịu được, anh đã phải đi khám bệnh tại Thành phố Hồ Chí Minh và được xác định mắc hội chứng ống cổ tay. Theo tiến sĩ bác sĩ Đinh Vinh Quang, trưởng khoa nội tổng quát Bệnh viện Nhân dân 115 Thành phố Hồ Chí Minh, hội chứng ống cổ tay chiếm khoảng 5% trong dân số và thường gặp ở phụ nữ. Nếu đột nhiên cảm thấy tê bì, ngứa gian hoặc yếu tay, tình trạng này ngày càng nặng hoặc cảm giác ngón tay sưng phồng, đau tê bì, gặp khó khăn khi thực hiện các động tác mà bình thường vẫn làm tốt như cầm nắm đồ vật, cài nút áo, sử dụng điện thoại hay lái xe đọc sách là đã bị mắc hội chứng ống cổ tay. Khi thăm khám, bác sĩ sẽ khai thác tiền sử nghề nghiệp, sau đó người bệnh sẽ được chỉ định đo điện cơ. Đa số người bệnh được điều trị triệu chứng bằng nội khoa là dùng thuốc. Trung bình sau 2 tuần dùng thuốc, triệu chứng đau sẽ hết, thỉnh thoảng phải so bóp vùng cổ tay, bàn tay sau hơn 1 giờ làm việc. Theo lời khuyên của các bác sĩ thì người thường xuyên có bàn phím cần phải có thời gian nghỉ ngơi so bóp cổ tay. Khi đánh máy tính cần có vật dụng mềm lót cổ tay để giảm áp lực các dây thần kinh. Đối với tài xế nên hạn chế lái xe quá xa hoặc sử dụng cổ tay quá nhiều khi chạy xe, đồng thời giữ bàn tay ngón tay ấm. Với những người làm công việc nặng như là các ngành xây dựng, công nghiệp cần hạn chế hoạt động cổ tay trong thời gian quá lâu. Mới đây thanh tra Sở Y thành phố Hồ Chí Minh đã xử phạt đình chỉ hoạt động hàng loạt đơn vị thẩm mỹ cá nhân trên địa bàn do hoạt động không phép người hành nghề không có chứng chỉ và giấy phép hành nghề, buôn bán hàng không rõ nguồn gốc. Theo đó, công ty trách nhiệm hữu hạn bệnh viện chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ Korea Star, sao Hàn số 781C9, Lê Hồng Phong nối dài, phường 11, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, bị xử phạt số tiền 8 triệu đồng do người hành nghề không đăng ký hành nghề khám bệnh chữa bệnh theo quy định của pháp luật. Công ty trách nhiệm hữu hạn thẩm mỹ quốc tế Yonsei TP 51A Trần Quốc Toản, phường Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh cũng đã bị xử phạt hành chính số tiền 113,6 triệu đồng. Bên cạnh đó, ông TAD, chủ hộ kinh doanh Dr. Meso, 132 trên 2 Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, đã bị phạt 149,5 triệu đồng và bà QTT, chủ của cơ sở Min, số 205 Trần Văn Đang, phường 11, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, đã bị xử phạt 61 triệu đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn thẩm mỹ quốc tế Sunrise Beauty, số 221, 223, 225, Lý Tự Trọng, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Công ty trách nhiệm hữu hạn Lá Phong Quốc tế, 107 B Trương Định, phường Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Công ty trách nhiệm hữu hạn Venessa vi phạm tại chi nhánh Hồ Chí Minh, số 134, 136 Lê Lai, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh cũng đã bị xử phạt hành chính do vi phạm trong lĩnh vực y tế để chủ động triển khai các hoạt động phòng chống dịch bệnh trên địa bàn thành phố Hà Nội nhằm hạn chế tới mức tối đa những thiệt hại do dịch bệnh gây ra. Ủy ban dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch về phòng chống dịch bệnh trên địa bàn năm 2024, trong đó khuyến cáo đối với người dân đến khu vực công cộng, nơi đông người cần đeo khẩu trang để phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh khác. Tại kế hoạch này, Hà Nội yêu cầu các cơ quan tiếp tục truyền thông về thông điệp 2K khẩu trang khử khuẩn trong phòng chống dịch COVID-19 tuyên truyền khuyến khích người dân tiếp tục đeo khẩu trang khi ra ngoài đặc biệt là khi đến các khu vực công cộng khu vực đông người khi đi các phương tiện công cộng tuyên truyền người dân thường xuyên rửa tay bằng xà phòng nước sạch hoặc dùng dịch sát khuẩn tay yêu cầu các cơ quan giám sát chặt dịch bệnh trên gia súc gia cầm để chủ động triển khai các biện pháp phòng bệnh dịch lây từ động vật sang người, dịch bệnh truyền qua thực phẩm, tổ chức các đợt cao điểm tổng vệ sinh môi trường phòng chống dịch bệnh trong dịp Tết Nguyên đán, vệ sinh môi trường sau mưa lũ, vệ sinh môi trường trong trường học, tổ chức các chiến dịch vệ sinh môi trường diệt bọ gậy, thu gom phế thải, phế liệu để chủ động phòng chống dịch sốt xuất huyết trước và trong mùa dịch. Cùng với đó đảm bảo tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ cho trẻ em dưới 1 tuổi đạt trên 95% quy mô xã, phường, thị trấn tiêm chủng các loại vaccine khác tỷ lệ cao theo kế hoạch của chương trình tiêm chủng mùa rộng duy trì thành quả thanh toán bại liệt loại trừ uốn ván sơ sinh tiến tới loại trừ bệnh sởi và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin tối hôm nay cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại